Mạnh Tường ơi, trình bày đi con. Xin chào cô giáo và các bạn, con tên là Nguyễn Mạnh Tường, năm nay 9 tuổi, con sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con sẽ trình bày cho cô là các và cô và các bạn một bài tên là Chim cánh cụt thông minh. Trong bài này có ba nhân vật, đầu tiên là chim cánh cụt, thứ hai là hàng rào, thứ ba là con cá. Khi mình bấm lá cờ xanh thì mình sẽ có ba màn ở đây. Bóng lá cờ xanh mình sẽ lên level 1. Mình phải quăng cục đá đến khi nào chạm con cá, nếu không thì chạm hàng rào thì chúng ta sẽ bị mất một mạng. Khi quăng trúng con cá thì sẽ sang level 2. Ở level 2 có một nhân vật tên là quả trứng. Nếu chúng ta phóng vô quả thấy cục băng vô quả trứng, chúng ta sẽ được cộng một mạng, và khi phóng vô con cá thì sẽ được sang level khác. Con đang phải đợi nó vào lá. Ok. Và khi đến level 3 thì sẽ có nhiều chướng ngại vật như hơn như là hàng rào để tăng thêm số lượng, và con cá sẽ đi qua đi lại. Khi phóng trúng con cá là mình sẽ thắng, nếu không thì mình sẽ thua. Khi thắng chúng ta sẽ có chữ win đó, nhưng mà nếu hết mạng thì sẽ có chữ lose ở đây và nhạc buồn. Những cái nhân vật này con đều lấy trong thư viện hết, ngoại trừ cục băng con lấy trên Google. Nếu có thời gian rảnh thì nếu con có thời gian rảnh thì con sẽ sáng tạo thêm một con chim đại bàng muốn lấy con cá đi. Nếu con chim đại bàng lấy con cá thì mình sẽ thua. Cái điểm thú vị nhất con thấy trong đây là cái quả trứng. Quả trứng sẽ giúp nếu mình phóng chuột không trúng con cá thì nó sẽ giúp cứu một mạng. Kết thúc. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe và thuyết trình. Con chào.